Sài Gòn đã trở lại trong những trận đấu gần đây và họ vẫn đang có được một nền tảng phong độ tốt bằng việc ghi được bàn thắng từ cú sút duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Xin được nhắc lại, đó là cú sút duy nhất trong hiệp 1 của câu lạc bộ Sài Gòn, đến từ pha dứt điểm của Pedro Paulo từ quả đá phạt của Đình Bảo, và họ có được bàn thắng. Trong khi đó thì huấn luyện viên Lee Tae-hoon cùng với các cầu thủ đã có được hai tình huống dứt điểm của Minh Vương và Văn Thanh, nhưng đều là những pha bóng đi thiếu chính xác. Trận đấu Hoàng Gia Lai thiếu vắng Tuấn Anh bởi án phạt treo giò và họ gặp khá nhiều khó khăn. Ngọc Quang, Hồng Duy, sút bóng, đó là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ, rất bất ngờ, và tỷ số được san bằng 1-1. Thủ môn Phạm Văn Phong đã có một thoáng giật mình với một cú sút ở một góc không hề dễ dàng chút nào cho Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng số 7 của anh Gia Lai vẫn có thể để lại dấu ấn. Tỷ số được san bằng 1-1 ngay ở phút thi đấu thứ hai của hiệp 2. Quá nhanh và quá nguy hiểm cho Hoàng Gia Lai với pha dứt điểm này của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đi không quá xa so với vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong, nhưng người gác đền của câu lạc bộ Sài Gòn ở tiếng này đã không thể làm chủ được tình hình. Sân trơn bóng ướt. Quá nhanh và quá nguy hiểm cho Hoàng Gia Lai với pha dứt điểm này của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đi không quá xa so với vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong, nhưng người gác đền của câu lạc bộ Sài Gòn ở tiếng này đã không thể làm chủ được tình hình. Sân trơn bóng ướt. Quá nhanh và quá nguy hiểm cho Hoàng Gia Lai với pha dứt điểm này của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đi không quá xa so với vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong, nhưng người gác đền của câu lạc bộ Sài Gòn ở tiếng này đã không thể làm chủ được tình hình. Sân trơn bóng ướt. Và một thoáng chủ quan thôi là đủ để cho Nguyễn Phong Hồng Duy mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho đội khách. Đó là pha lập công thứ hai của Nguyễn Phong Hồng Duy ở V-League 1 mùa này. Một bàn thắng vô cùng quan trọng, lấy lại được tinh thần cho anh Gia Lai khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 2 phút. Trời mưa nặng hạt nhưng không thể ngăn cản khán giả hâm mộ tới sân theo dõi trận đấu ngày hôm nay.